mầm non hướng dương. Thưa các bậc phụ huynh, hôm nay cô sẽ gửi đến các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ hoạt động tạo hình với đề tài hướng dẫn phụ huynh giúp trẻ vẽ trang trí áo bé trai, váy bé gái. Đây là những chiếc áo của bé trai và váy của bé gái đã được cô trang trí. Với chiếc áo của bé trai này, cô đã sử dụng hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác để trang trí cho chiếc áo của bé trai đấy. Còn váy của bé gái, cô đã sử dụng những bông hoa nhiều màu sắc và những chiếc lá để trang trí váy của bé gái cho thật đẹp. Còn chiếc áo này, cô đã vẽ các đường ngang, dọc và tô màu theo ý thích của mình. Với chiếc váy của bé gái, cô đã trang trí bằng các hình trái tim nhiều màu sắc. Để các con có thể thực hiện, phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con áo của bé trai và váy của bé gái chưa được trang trí. Và các hình tam giác, hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật. Các bông hoa nhiều màu sắc và những chiếc lá. Các hình trái tim hoặc các nguyên vật liệu từ thiên nhiên. Khăn để các con lau tay, hồ dán, bút màu và bút chì. Bây giờ mời phụ huynh và các bé cùng thực hiện nào. Đầu tiên cô chọn hình vuông và dùng ngón tay trỏ để chấm hồ. Cô bôi hồ vào một mặt của hình vuông và dán lên chiếc áo. Tương tự như vậy, cô cũng chọn các hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật, bôi hồ vào một mặt và dán lên chiếc áo. Vậy là cô đã trang trí xong áo của bé trai rồi đấy. Váy của bé gái, cô chọn những bông hoa. Cô cũng dùng ngón tay trỏ để chấm hồ và bôi vào mặt trái của bông hoa. Sau đó dán lên chiếc váy của bé gái. Cứ như vậy, cô chọn những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó bôi hồ và dán lên chiếc váy của bé gái. Tiếp theo, cô chọn những chiếc lá và bôi hồ, sau đó dán lên chiếc váy của bé gái. Vậy là cô đã trang trí xong áo của bé trai và váy của bé gái rồi đấy. Mong rằng các bậc phụ huynh hãy bớt chút thời gian để cùng thực hiện với các con nhé. Cô chúc các bậc phụ huynh và các bé sức khỏe. Cô xin chào và hẹn gặp lại.